tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture -cha Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin của ngày 3 tháng 3 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Canada áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga về chiến tranh Ukraine. Những người Canada gốc Ukraine đã háo hức tình nguyện chăm sóc y tế ở tuyến đầu. Ontario thay thế ba thành viên hội đồng cảnh sát Ottawa sau khi một người đã tham dự cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Gần 100% ca phẫu thuật bị khoáng ở tỉnh BC trong thời kỳ đầu của đại dịch đã được hoàn thành. Alberta đã chi 300 triệu đô la cho các giường chăm sóc đặc biệt ICU ngân hàng Canada tăng lãi suất có thể ảnh hưởng như thế nào đến khoản thanh toán thế chấp của bạn. PEI đã xác nhận trường hợp cúng gia cầm đầu tiên ở đại bàn hối đầu trắng trên bờ biển ở phía bắc. Một triệu người đã chạy khỏi Ukraine khi mà Hoa Kỳ ra thêm biện pháp trừng phạt. Liên hợp quốc, Ukraine, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Nga đặt mục tiêu xóa sổ Ukraine. Tuấn Lê và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của culture channel do tạp chí culture magazine thực hiện nếu yêu thích chương trình này thì xin quý vị hãy bấm like comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem chúng tôi xin cảm ơn quý vị sau đây hoàng anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết Canada vào thứ tư đã công bố áp đặt thêm các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga để chống lại Moscow về cuộc xâm lược Ukraine. Trong một tuyên bố, cơ quan Bộ Ngoại giao Global Affairs Canada nói rằng, chính phủ liên bang đang áp đặt các hạn chế đối với 10 cá nhân chủ chốt từ hai công ty quan trọng trong lĩnh vực năng lượng của Nga là Rosneft và Gazprom. Các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ có hiệu lực trong những ngày tới thông qua các lệnh được đưa ra. Các biện pháp mới được công bố hôm thứ tư bổ sung vào một loạt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng do Canada và các đồng minh phương Tây áp đặt đối với Điện Kremlin kể từ khi quân đội nước này tràn sang nước láng giềng Ukraine một tuần trước. Hôm thứ ba thì phó thủ tướng Chrystia Freeland đã cảnh báo rằng các biện pháp kinh tế bổ sung chống lại Nga sẽ được đưa ra. Phó thủ tướng Kim bộ trưởng Tài chính cũng nói rằng Chính phủ liên bang đang xem xét việc nắm giữ cổ phần của tất cả các nhà tài phiệt Nga và các công ty bên trong Canada. Phản ứng dữ dội của phương Tây đối với Nga đã gia tăng trong những ngày gần đây với việc các nước áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các ngân hàng và cá nhân của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Hôm thứ Tư, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu áp đảo để lên án Nga xâm lược Ukraine, yêu cầu Moscow ngừng chiến và rút quân. Hôm thứ Hai, thì Thủ tướng Justin Trudeau thông báo rằng tất cả các tổ chức tài chính Canada bị cấm thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Ngân hàng Trung ương của Nga. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga, với việc đồng rút của Nga lao dốc vào thứ Tư, xuống mức thấp kỷ lục là 110 so với đô la Mỹ tại Moscow nền kinh tế toàn cầu cũng đang cảm thấy ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, khi giá năng lượng gia tăng và dự trữ giảm trong bối cảnh Nga xâm lược. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Phó Thủ tướng Freeland cho biết có thể có một số thiệt hại tài sản thế chấp ở Canada do các lệnh trừng phạt đối với Nga. Và đó là điều mà Ottawa và các nước G7 nhóm 7 khác đã thảo luận Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho việc có thể xảy ra một số hậu quả bất lợi cho nền kinh tế của chúng ta, bà Freeland cho biết. Ngoài các lệnh trừng phạt kinh tế, Canada và các đồng minh phương Tây cũng đã gửi viện trợ nhân đạo và vũ khí quân sự, cả sát thương và không sát thương để hỗ trợ cuộc chiến chống Nga của Ukraine. Thành phố Ottawa đang lắp đặt các biển báo đường phố mới có tên Ukraine tự do, Free Ukraine trước Đại sứ quán Nga ở Sandy Hill để phản đối cuộc xâm lược quân sự của Nga đối với Ukraine. Thị trưởng Jim Watson đã công bố các tấm biển mới màu xanh và vàng cùng dòng chữ Free Ukraine vào sáng thứ Tư để lắp trên phố Charlotte. Thị trưởng cho biết các biển báo đang được lắp đặt trước Đại sứ quán Nga để tố cáo hành động của chính phủ Nga và đứng về phía người dân Ukraine. Một số cơ sở văn hóa và di sản ở Ottawa cũng đang thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine. Bảo tàng Thiên nhiên Canada đang thắp sáng khu Queen's Lantern với màu xanh lam và màu vàng, trong khi Trung tâm Nghệ thuật Quốc gia và phòng trưng bày Quốc gia Canada cũng đã được chiếu sáng bằng màu xanh lam và màu vàng của Ukraine. Những người Canada gốc Ukraine thì đang háo hức tình nguyện chăm sóc y tế ở tuyến đầu. Với việc bạo lực trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga ngày càng leo thang, Việc ngồi bên lề chứng kiến những hành động tàn bạo là một thách thức đối với các chuyên gia y tế ở Canada vì họ hy vọng có thể giúp đỡ. Tiến sĩ Ole Antonishin là một bác sĩ phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ người Canada gốc Ukraine, có trụ sở tại Toronto, đã thực hiện bảy nhiệm vụ tới Ukraine kể từ cuộc chiến tranh Crimea, nhưng chưa bao giờ chứng kiến quê hương của mình rơi vào cảnh hỗn loạn như thế này. Ông Antonishin, người làm việc tại bệnh viện Sunnybrook cho biết Điều này vượt quá một quy mô mà tôi nghĩ rằng bất kỳ ai đã từng thấy ở Ukraine. Tôi nghĩ tình trạng hiện giờ có thể được so sánh với Thế chiến thứ hai. Thông qua các nguồn tin của mình ở Ukraine, ông Antinoshin cho biết đã có nhu cầu dành cho các bác sĩ chuyên về tái tạo thứ cấp sau chấn thương. Mặc dù ông Antonisin đã giúp thực hiện hàng chục ca phẫu thuật tái tạo khuôn mặt cho nạn nhân của các vụ đánh bom và xả súng ở Ukraine, không dễ dàng để ông quay lại đó trong tình hình hiện tại. Bác sĩ Anthony cho biết, nhiều khả năng việc tiến vào Ukraine sẽ rất khó khăn nếu không muốn nói là không thể, nhưng ông có kế hoạch đi đến các quốc gia sát biên giới để cung cấp viện trợ. Tại tỉnh Ontario, chỉ 3 tháng trước cuộc bầu cử cấp tỉnh của Ontario, chính phủ của Thu Hiến Doug Ford đang chi một khoản tiền công không xác định cho một chiến dịch quảng cáo chiến dịch này bị các đảng đối lập nói là một chiều và ủng hộ cho đảng của ông ford chiến dịch có tiêu đề là ontario đang trở nên mạnh mẽ hơn bao gồm các quảng cáo ở tv đài radio và quảng cáo trực tuyến nội dung của chiến dịch xoay quanh việc thể hiện vai trò của chính quyền tỉnh trong việc phục hồi kinh tế nội dung của đoạn quảng cáo như sau chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn các cây cầu và đường cao tốc đang được xây dựng giao thông công cộng đang được mở rộng và những ngôi nhà mới đang được xây dựng. Tất cả vì một tỉnh đang phát triển. Thời gian của chiến dịch và giọng điệu lạc quan của nó khiến các đảng đối lập phàn nàn rằng ông Ford đang sử dụng tiền thuế của người dân để thúc đẩy cơ hội tái đắc cử ở đảng bảo thủ cấp tiến vào ngày 2 tháng 6. Văn phòng Thủ Hiến đã từ chối tiết lộ chi phí của các quảng cáo khi được hỏi vào hôm thứ Ba. Quảng cáo truyền hình dài 30 giây đang chạy trên các cửa hàng xung quanh tỉnh và xuất hiện trong Super Bowl của NFL là giải đấu thường có lượng khán giả truyền hình lớn nhất và khoảng thời gian quảng cáo đắt nhất trong năm. Ontario thay thế ba thành viên của Hội đồng Cảnh sát Ottawa sau khi một người đã tham dự cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Chính quyền Ontario cho biết ba thành viên được bổ nhiệm của tỉnh trong ban dịch vụ cảnh sát Ottawa đã từ chức và sẽ được thay thế sau khi một trong ba người tham dự cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Nguồn tin cho biết Robert Wader là một trong ba người được chính quyền tỉnh bổ nhiệm vào ban giám sát cảnh sát đã tham dự cuộc biểu tình phản đối biện pháp y tế công cộng COVID-19. Ông Sweder đã tham dự cuộc biểu tình vài ngày sau khi đoàn xe đến Ottawa vào cuối tuần ngày 28 tháng Giêng. Khi được liên lạc vào chiều ngày thứ Tư, ông Sweder từ chối bình luận Liệu ông đã từng có tham gia vào cuộc biểu tình của đoàn xe tự do hay là nhà hàng của ông, khách sạn On The Key, có từng tặng đồ ăn cho những người lái xe tải hay không? Nhưng ông Swider cũng không phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào chống lại ông ta. Vào đầu giờ tối thứ tư thì văn phòng tổng luật sư cho biết ba người được bổ nhiệm cấp tỉnh đã từ chức khỏi Hội đồng Dịch vụ Cảnh sát Ottawa và các thành viên hội đồng mới sẽ được bổ nhiệm trong những ngày tới. gần 100% các ca phẫu thuật bị hoãn ở tỉnh BC trong thời kỳ đầu đại dịch đã được hoàn thành. Nguồn tin cho hay gần 100% các ca phẫu thuật đã bị hoãn ở tỉnh bang British Columbia trong các đợt đại dịch đầu tiên thứ hai và thứ ba hiện đã được hoàn thành. Trong cuộc họp giao ban hôm thứ ba, Bộ trưởng Y tế Adrian Dix cho biết 99,8% ca phẫu thuật bị hoãn trong đợt đầu tiên và 94,2% số ca bị hoãn trong đợt thứ hai và thứ ba đã được thực hiện. Gần một nửa số ca phẫu thuật bị hoãn trong các đợt 4 và 5 cũng đã được hoàn thành. Các cơ quan y tế trên toàn tỉnh đã báo cáo có hơn 6.400 ca phẫu thuật đã được thực hiện từ ngày 30 tháng Giêng cho tới ngày 5 tháng 2 các cuộc phẫu thuật tiếp tục bị hoãn lại ở tỉnh PC với quy mô nhỏ hơn so với những tháng trước. Khi mà số ca nhập viện do COVID-19 giảm thì áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng đã giảm đi. Tỉnh bang Quebec sắp dỡ bỏ các yêu cầu về khẩu trang tại nơi công cộng. Quebec sẽ dỡ bỏ một số hạn chế về sức khỏe cộng đồng sớm nhất là vào ngày 12 tháng 3, theo Bộ Y tế cho biết. Một số biện pháp y tế sẽ được dỡ bỏ vào ngày 14 tháng 3, bao gồm yêu cầu xuất trình hộ chiếu phát sinh để vào một số địa điểm nhất định. Kể từ ngày 12 tháng 3 thì tất cả các địa điểm công cộng có thể hoạt động với 100% sức chứa. Các nhà hàng, quán bar, quán rượu, song bạc có thể tiếp tục do làm việc bình thường mà không cần giới hạn chỗ ngồi tại các bàn. Tính cũng cho phép khiêu vũ và hát karaoke các nơi ở tư nhân của người cao niên sẽ không cần phải lưu giữ sổ đăng ký du khách. Bộ sẽ thông báo ngay chính xác dỡ bỏ quy định khẩu trang ở không gian công cộng tùy thuộc vào tình hình dịch tễ học. Thông báo cho biết thì thời gian dự kiến để kết thúc việc đeo khẩu trang ở các không gian công cộng ngoại trừ tại các phương tiện giao thông công cộng sẽ được thực hiện sớm hơn giữa tháng 4. Dịch vụ cuối cùng yêu cầu sử dụng khẩu trang sẽ là các phương tiện công cộng thế nhưng yêu cầu đó cũng có khả năng được dỡ bỏ vào tháng 5. Tại tỉnh Alberta, Bộ trưởng Y tế của Alberta cho biết, Chính phủ sẽ chi 300 triệu đô la trong 3 năm tới để bổ sung thêm nhiều giường bệnh chăm sóc đặc biệt trong các bệnh viện. Bộ trưởng Jason Coppin cho biết 100 triệu đô la trong số đó sẽ được chi trong năm nay để tạo ra thêm 50 giường ICU cố định trên toàn tỉnh. Ông cũng cho biết cuộc khủng hoảng COVID-19, thứ vốn đã lấn át các đơn vị chăm sóc đặc biệt hiện có, là lý do chính khiến tỉnh cần thêm giường bệnh ICU. Ông nói với các phóng viên tại Lethbridge hôm thứ Tư rằng, nó đã dạy cho chúng tôi một bài học quý giá là tỉnh Alberta cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Thông tin chi tiết về thời gian và vị trí các giường sẽ được bố trí dưới sự lãnh đạo của Dịch vụ Y tế Alberta. Tỉnh Alberta đã có 173 giường chăm sóc đặc biệt trước đại dịch, nhưng đã phải tăng cường mạnh mẽ các không gian chăm sóc đặc biệt để đáp ứng nhu cầu tăng cao trước làn sóng COVID-19. Thậm chí là lực lượng quân đội cũng đã được gọi đến để hỗ trợ. Thưa quý vị, Bộ Y tế Canada thu hồi đồng hồ thông minh Fitbit Ionic. Bộ Y tế Canada đang cảnh báo bất kỳ ai có một số mẫu đồng hồ thông minh Ionic của Fitbit ngay lập tức ngừng sử dụng thiết bị vì pin của nó có thể trở nên quá nóng và gây bỏng. Cơ quan này đã ban hành lệnh thu hồi sản phẩm cùng với Fitbit và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ở Hoa Kỳ và Mexico. Những chiếc đồng hồ bị ảnh hưởng bao gồm 4 mẫu với nhiều màu sắc khác nhau. Mỗi mẫu có màn hình LCD màu 3,6 cm và tuổi thọ 4 ngày cho pin lithium-ion của nó Bộ Y tế Canada khuyên người tiêu dùng nên liên hệ với Fitbit để được hoàn lại tiền. Bộ Y tế cũng cho biết Fitbit đã nhận được 115 báo cáo về tình trạng pin của đồng hồ quá nóng ở Hoa Kỳ tính đến ngày 15 tháng 2 nhưng chưa có báo cáo nào cho đến nay ở Canada hoặc là Mexico. Công ty cho biết khoảng 70.561 đơn vị của sản phẩm bị ảnh hưởng đã được bán ở Canada từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 của năm 2020. Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh cuộc thu hồi chung của Health Canada, Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Người Tiêu dùng, Profeco và Fitbit LLC của Mexico. Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất lên 0,50%, đánh dấu lần tăng đầu tiên kể từ năm 2018, và điều này Ảnh hưởng đến khoản thanh toán thế chấp của bạn như thế nào? Ngân hàng Trung ương Canada đã tăng lãi suất cho vay qua đêm thêm 25 điểm cơ bản lên 0,50% vào thứ tư, đánh dấu lần tăng đầu tiên từ ngân hàng trung ương kể từ năm 2018 để thắt chặt chính sách tiền tệ, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng toàn cầu và nâng giá hàng hóa thêm nữa. Ngân hàng lưu ý, tình hình ở Ukraine là một nguồn bất ổn mới sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn, gián đoạn nguồn cung và tác động đến niềm tin của người tiêu dùng, tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu. Ông Robert Hawke là chuyên gia kinh tế cấp cao của ngân hàng RBC cho biết, chi phí vay vốn tăng lên chắc chắn sẽ tác động đến một số chủ nhà. Ông dự đoán lãi suất sẽ tăng dần trong năm và đến năm 2023 và điều này dẫn đến tác động tích lũy đến các chủ nhà Canada tùy thuộc vào loại thế chấp mà họ có. Theo ông thì người dân Canada có thể chứng kiến 4 đợt tăng lãi suất trong năm nay, mỗi đợt tăng thêm 25 điểm cơ bản. Ông nói vào nửa cuối năm 2023, lãi suất dự kiến sẽ đạt đến mức 1,75%. Những người có thế chấp lãi suất cố định sẽ không cảm thấy tác động của việc tăng lãi suất ngay sau khi nó được thực hiện, đặc biệt nếu thỏa thuận của họ được ký uh, từ 6 đến 12 tháng trước và kéo dài trong vài năm. Theo một báo cáo về người tiêu dùng được công bố bởi Mortgage Professionals Canada vào năm ngoái, 77% các khoản thế chấp cho những ngôi nhà được mua vào năm 2020 là lãi suất cố định. Còn đối với những người có các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi, tức là variable mortgage, việc tăng lãi suất có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể các khoản thanh toán thế chấp chỉ sau một năm. Theo Canex, một công ty dữ liệu tài chính, tỷ lệ trung bình cho một khoản thế chấp có thể thay đổi, tức là variable mortgage trong 5 năm ở Canada là 2,26%. Tuy nhiên, người đi vay mà có đủ năng lực hay là tín dụng cao vẫn có thể chốt một tỷ lệ thay đổi ở mức là 1,25% Variable Mortgage Dựa trên dữ liệu do Hiệp hội Bất động sản Canada tổng hợp vào tháng Giêng, giá trung bình của một ngôi nhà ở Canada là khoảng 748.500 đô la. Sử dụng ví dụ về một khoản thế chấp có thể thay đổi trong 5 năm với tỷ lệ là 1,25%, khoản trả trước down payment là 10% và thời gian để trả dứt nợ là 25 năm đối với một ngôi nhà à, có giá trị là 748.500 đô la thì khoản thanh toán trả mortgage hàng tháng lên tới 2.696 đô la. Sau khi lãi suất thế chấp mà chỉ tăng 0,25%, thì tổng số tiền phải trả mortgage bây giờ tăng lên 2.776 đô la, tức là trên lệch 80 đô la, theo dữ liệu từ redhub.ca. Nghĩa là con số này chúng ta phải trả thêm 960 đô la mỗi một năm. đoàn diễu hành Calgary Stampede Parade đang được nhiều người mong đợi sẽ trở lại vào năm 2022. Người dân tại đây đã không được thấy đoàn diễu hành này trong một vài năm qua, nhưng mà cuộc diễu hành Calgary Stampede cuối cùng sẽ trở lại với tất cả những yếu tố mà người tham gia muốn và thích nhìn thấy. Chưa có nhiều thông tin chi tiết về một cuộc diễu hành nhưng mà bạn có thể mong đợi xem những đoàn xe, ngựa và ban nhạc diễu hành. Vào năm 2017, cuộc tuần hành do những thủ lĩnh của bảy quốc gia dẫn đầu và phiên bản thu nhỏ của năm ngoái được dẫn đầu bởi Katari Raihan từ quốc gia bản địa Shishika. Sau hai năm gián đoạn do đại dịch, cuộc đấu giá xe Chuck Wagons và Canvas cũng sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 7. Sự kiện được mệnh danh là buổi biểu diễn ngoài trời tuyệt vời nhất trên trái đất sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7. PEI xác nhận trường hợp cúm da cầm đầu tiên ở một con đại bàng đầu trắng tại khu vực bờ biển phía Bắc. Bệnh cúm H5N1 có khả năng gây bệnh cực cao là một loại bệnh nguy hiểm ở da cầm có thể được chẩn đoán trên các đàn da cầm hoang dã và trong nước và có khả năng lây lan rất là nhanh và dễ dàng. Phát hiện này đã được tìm ra sau những trường hợp đã được xác nhận ở cả Newfoundland và Labrador và Nova Scotia tên này cho biết trong một thông cáo hôm thứ tư pai đang yêu cầu công chúng giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan bằng cách không tiếp xúc với các loài chim hoang dã bất kỳ ai có một con chim hoang dã đã bị bệnh hoặc là chết thì vui lòng liên hệ với tổ chức fish and wildlife các loại chim được nuôi ở nhà nếu bị bệnh hoặc là chết cũng nên được báo cáo với bác sĩ thú y địa phương Cũng tin liên quan tới PEI thì các nhà nghiên cứu cho biết virus có thể đặt giết quả ở PEI. Theo các nhà nghiên cứu ở PEI thì hàng trăm con quả đã được tìm thấy trong công viên Charlottetown vào đầu mùa đông này và có thể đã chết vì một đợt bùng phát virus. Laura Borg, Đại học Thú y Atlantic tại Đại học Prince Edward Island cho biết một con quả chết được phát hiện đã nhiễm virus COVID-19 virus đây là loại virus gây viêm nghiêm trọng ở ruột non và ruột già của những con quạ bị nhiễm bệnh và có thể nhanh chóng dẫn tới tử vong cô ấy nói rằng rất có thể loại virus này là nguyên nhân gây ra tất cả các trường hợp tử vong của các con quạ người dân nên cẩn thận và tránh động vào xác của các con chim và họ nên báo cáo bất kỳ con chim chết nào cho các cơ quan quản lý động vật hoang dã trong khu vực được biết là khả năng truyền bệnh từ quạ sang người là rất thấp Về tình hình dịch bệnh trên khắp Canada, à, sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về con số COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 2 tháng 3, Canada báo cáo thêm 6.911 ca COVID-19 mới, nên tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.303.785, có thêm 7.055 ca được báo cáo hồi phục. Hiện có 110.652 ca còn bệnh, có thêm 91 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong cho đến nay lên mức 36.729 người. Đã có hơn 81,2 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó thì hơn 32,58 triệu người, tức là hơn 85,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và trên 80,8% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 17,6 triệu liều vaccine mũi thứ ba đã được tiêm trên khắp Canada. Trên khắp các tỉnh, vào thứ Tư, tỉnh Ontario báo cáo có thêm 27 ca tử vong và 1.959 ca nhiễm mới. Tỉnh Quebec thì báo cáo 1.630 ca nhiễm mới và 20 ca tử vong. Tỉnh Manitoba thì có 163 ca nhiễm mới cùng 2 ca tử vong. Alberta có 388 ca bệnh mới và 27 ca tử vong. Tỉnh BC thì có 442 ca bệnh mới và 10 ca tử vong. Tỉnh New Brunswick có 386 ca bệnh mới, Nova Scotia thì có 362 ca bệnh mới và 4 tử vong. Prince Edward Island có 962 ca bệnh mới, Newfoundland thì có 389 ca nhiễm mới. Vùng lãnh thổ Yukon có 6 trường hợp mới. Northwest Territories thì có 83 ca bệnh mới và Nunavut có 141 ca bệnh mới. Tỉnh Saskatchewan không có công bố cập nhật con số COVID-19. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý như sau. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu áp đảo để lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Nga đã đặt mục tiêu xóa sổ Ukraine. EU cấm xuất khẩu máy móc sang Belarus trong lệnh trừng phạt mới về cuộc xâm lược Ukraine. Mỹ chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt của Nga. Các thương hiệu toàn cầu lần lượt rút khỏi Nga. Chứng khoán của Mỹ tăng hơn 1% khi mà Ngân hàng Trung ương nói rằng việc tăng lãi suất đang đi đúng hướng. Thỏa thuận xanh lớn nhất kể từ Paris, Liên Hợp Quốc đồng ý lộ trình hiệp ước nhựa. Amazon sẽ đóng cửa Amazon Book, Four Star và các cửa hàng pop-up. Trong diễn biến của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, một triệu người đã chạy khỏi Ukraine. Hoa Kỳ ra thêm biện pháp trừng phạt. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu áp đảo để lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Việt Nam là một trong 35 quốc gia đã bỏ phiếu trắng. Tại Geneva, cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết một triệu người đã chạy khỏi Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Nga cách đây chưa đầy một tuần là một cuộc di cư chưa có tiền lệ trong thế kỷ này vì tốc độ di cư. Số liệu từ Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 2% dân số Ukraine đang di chuyển trong vòng chưa đầy một tuần sang các nước láng giềng. Ngân hàng Thế giới thống kê dân số là 44 triệu người vào cuối năm 2020. Cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã dự đoán rằng có tới 4 triệu người cuối cùng có thể rời khỏi Ukraine, nhưng cảnh báo rằng con số thậm chí có thể còn cao hơn nữa. Tại Belarus, một chuỗi 7 xe cứu thương quân sự cỡ Sabus của Nga, cửa sổ của chúng đã được cờ sơn màu xám, đã kéo đến lối vào sau của bệnh viện, cách biên giới với Ukraine khoảng 48 km vào tối thứ Ba, chở những người bị thương. Những ngày gần đây, đoàn xe là một phần của những gì người dân và bác sĩ cho biết đã trở thành một dòng chảy ổn định của binh lính Nga bị thương trong cuộc cuộc giao tranh ác liệt xung quanh Kyiv, thủ đô Ukraine, nơi mà bước tiến của Nga đã bị đình trệ. Khi đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ, một bác sĩ tại bệnh viện ở khu vực Gomel là miền nam Belarus, nơi diễn ra cuộc tấn công chính của Nga, cho biết quân đội Nga bị thương đã bắt đầu đến vào hôm thứ Hai Tôi hy vọng họ không bỏ tù tôi vì tôi chia sẻ điều này, cô cho biết. Tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết những người mang hộ chiếu Ukraine tiếp tục đủ điều kiện để được cấp thị thực khi đến quốc gia vùng vịnh này. Trong diễn biến của đoàn xe thiết giáp Nga tiến về Kiev, hàng trăm xe thiết giáp của Nga hướng về Kiev hiện thời đã bị chững lại, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ là John Kirby cho biết. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc vào ngày 2 tháng 3. Ông Kirby nói rằng, việc trì hoãn này có thể vì lực lượng đang tự nhóm lại và đánh giá lại diễn tiến và bù đắp thời gian bị mất. Ông cũng cho biết những thách thức về hậu cần và duy trì. Cùng sự kháng cự từ người Ukraine cũng là các nhân tố. Các thông tin chưa được xác minh cho thấy, quân đội Nga đang hết nhiên liệu và thực phẩm. Các quan chức trong vùng bị phía Nga chiếm giữ cho biết các binh sĩ Nga đã vơ vét siêu thị vì các bữa ăn do quân đội cung cấp đã hết hàng sử dụng. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu áp đảo để lên tiếng phản đối cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã thông qua một nghị quyết bác bỏ việc Nga xâm lược Ukraine và kêu gọi Moscow ngay lập tức rút toàn bộ lực lượng khỏi Ukraine, một động thái nhằm cô lập Nga về mặt chính trị. Nghị quyết đã giành được sự ủng hộ từ 141 người trong số 193 thành viên. Được đưa ra vào cuối phiên họp khẩn cấp hiếm hoi của Đại hội đồng do Hội đồng Bảo an kêu gọi. Và khi các lực lượng Nga tấn công các thành phố của Ukraine bằng các cuộc không kích và bắn phá, buộc hàng trăm ngàn người chạy trốn. Nga và bốn nước Bắc Hàn, Syria, Belarus và Eritrea đã bỏ phiếu chống nghị quyết trong khi đó thì 35 nước, trong đó có Ấn Độ, Trung Quốc, Lào, Việt Nam bỏ phiếu trắng. Nga đặt mục tiêu sẽ xóa sổ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky trong một video hôm thứ Tư cho biết, Nga đang hướng tới mục tiêu xóa sổ lịch sử và con người Ukraine trong bối cảnh cuộc xâm lược của Moscow vào nước láng giềng bước vào ngày thứ bảy với các cuộc pháo kích dữ dội vào cảng Mariupol của biển đen. Moscow chuyển sang không kích vào các thành phố của Ukraine hôm thứ ba và tỏ ra sẵn sàng tiến công Kiev khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế xung quanh Nga để trả đũa. Cảng Mariupol của biển Azov ở phía đông nam của Ukraine đang bị pháo kích liên tục và không thể di tản những người bị thương trong khi Kherson ở phía tây biển đen bị bao vây hoàn toàn bởi các lực lượng của Nga. EU cấm xuất khẩu máy móc sang Belarus trong lệnh trừng phạt mới về cuộc xâm lược Ukraine. Hôm thứ Tư, thì Liên minh châu Âu đã thông qua các lệnh trừng phạt mới chống lại Belarus vì đã hỗ trợ cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine, bao gồm lệnh cấm xuất khẩu máy móc sang Minsk. Chủ tịch Pháp của EU cho biết trên Twitter rằng các biện pháp trừng phạt mới sẽ đánh vào một số lĩnh vực kinh tế của Belarus, đặc biệt là gỗ, thép và kali và danh sách mới gồm có các quan chức và quân đội Belarus có liên quan tới hành động gây hứng chống lại Ukraine. Các lệnh trừng phạt sẽ bao gồm lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng bao gồm nhiên liệu khoáng sản, lệnh cấm xuất khẩu máy móc của EU sang Belarus và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khác. Tuy nhiên thì không giống như các nhà cho vay của Nga, các ngân hàng Belarus vẫn chưa bị loại trừ khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Các biện pháp mới nhất sẽ được công bố trên tạp chí chính thức của EU để có hiệu lực. EU đã cấm xuất khẩu Kali của Belarus nhưng mà các nhà ngoại giao cho biết Minsk đã có thể xuất khẩu kali sang EU thông qua các nước thứ ba, các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến cho điều đó trở nên bất khả thi. Trong một diễn biến tương tự, Mỹ chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt Nga. Hoa Kỳ đang chuẩn bị một gói trừng phạt nhắm vào nhiều nhà tài phiệt Nga cũng như các công ty và tài sản của họ một số biện pháp trừng phạt có thể được công bố sớm nhất là trong tuần này washington cũng đang chuẩn bị cho các biện pháp trừng phạt chống lại nhiều quan chức hơn trong vòng nội bộ của ông putin washington đã nhiều lần cảnh báo rằng họ đã sẵn sàng để áp đặt thêm chi phí đối với những người nga giàu có bộ tư pháp hoa kỳ hôm thứ tư đã tung ra một lực lượng đặc biệt được gọi là capital capture nhằm mục đích là gây căng thẳng tài chính lên các nhà tài phiệt của nga Danh sách những người đang được Nhà Trắng và Bộ Tài chính chuẩn bị trừng phạt sẽ trùng lập với một số người bị Liên minh châu Âu trừng phạt hôm thứ Hai, bao gồm cả Alisa Usmanov là chủ của một tập đoàn sắt thép. EU hôm thứ Hai đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 26 người nổi tiếng, bao gồm các nhà tài phiệt và doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, ngân hàng và tài chính. EU cũng nhóm mục tiêu vào các thành viên chính phủ, quân nhân cấp cao và tuyên truyền viên đã góp phần truyền bá tuyên truyền chống lại ukraine nhà trắng hôm thứ tư cũng cho biết hoa kỳ sẽ rất cởi mở trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu khí của nga vì những ảnh hưởng có thể có của nga đến thị trường dầu khí khi mà giá dầu của toàn cao chạm mức cao nhất trong 8 năm và sự gián đoạn nguồn cung cấp gia tăng các thương hiệu toàn cầu lần lượt rút khỏi Nga. Từ thương hiệu Canada Goose cho tới thương hiệu iPhone mới nhất cho tới những bộ phận thay thế cho động cơ máy bay và thậm chí là một số chiếc máy bay. Danh sách của những hàng hóa tiêu dùng và công nghiệp sẽ không còn được bán ở Nga. Nhà. nhà sản xuất quần áo mùa đông Canada Canada Goose hôm thứ tư cho biết họ sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động bán buôn và thương mại điện tử cho Nga trong khi đó Apple cho biết họ đã ngừng bán iPhone và các sản phẩm khác. Tập đoàn dầu khí lớn Exxon của Mỹ cho biết họ sẽ không đầu tư vào những phát triển mới ở Nga và đang thực hiện các bước để rút khỏi liên doanh dầu khí Sakhalin 1 sau những động thái tương tự của Shell và việc bán tháo tài sản của PP của Anh, một nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Nga thương hiệu Ford cũng đã tham gia cùng với các nhà sản xuất xe hơi cũng đã tạm dừng hoạt động tại quốc gia này. Daimler Truck đã đóng băng các hoạt động của mình tại Nga, trong khi tập đoàn Mercedes-Benz cũng đang xem xét phương án pháp lý để thoái 15% cổ phần tại Kamaz càng nhanh càng tốt. General Motors cho biết họ sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động xuất khẩu xe sang Nga cho tới khi có thông báo mới và BMW cũng ngừng các lô hàng và đồng thời cho biết sẽ ngưng sản xuất tại đây. Công ty đồ thể thao của Đức Adidas cũng đã đình chỉ quan hệ đối tác với liên đoàn bóng đá Nga. Trong khi đó thì các công ty Nga ngày càng cảm thấy bị siết chặt. Asperbank, công ty cho vay lớn nhất của Nga, hôm thứ Tư cho biết họ sẽ rơi thị trường châu Âu vì các công ty con của họ phải đối mặt với dòng tiền lớn và đồng thời cho biết thêm rằng sự an toàn của nhân viên và tài sản của họ bị đe dọa. Trước những ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt lên hệ thống ngân hàng Nga, hôm thứ tư, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ sẽ thực hiện hàng ngày các đấu giá thỏa thuận mua repo và tiền gửi đến 3.000 tỷ rúp, tức là tương đương 28,31 tỷ đô la Mỹ để giúp các tổ chức cho vay quản lý thanh khoản và giữ cho lãi suất thị trường tiền tệ qua đêm gần với tỷ giá chủ chốt. Các cuộc đấu giá sẽ bắt đầu vào thứ năm và diễn ra vào các ngày trong tuần. Lạm phát tiêu dùng hàng năm ở Nga đã tăng tốt lên 9,05% vào ngày 25 tháng 2, từ mức 8,84% vào một tuần trước đó, tăng cao hơn mục tiêu 4%. Lạm phát dự kiến sẽ tăng mạnh sau khi đồng rúp giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục do các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính khắc nghiệt từ phương Tây. Nửa triệu người dân úc đã phải đối mặt với lệnh di tản lũ lụt. Các nhà chức trách ở úc đã ban hành thêm lệnh cho người dân rời khỏi nhà của họ vào thứ năm sau khi mưa lớn gây ra lũ quét ở thành phố lớn nhất của quốc gia này. Và các quan chức cảnh báo tình trạng tồi tệ hơn sẽ đến và khoảng 500.000 người có thể phải đối mặt với lệnh di dời khỏi nhà. Bờ biển phía đông của Úc đã bị tàn phá bởi một hệ thống thời tiết khắc nghiệt, đã cắt đứt toàn bộ thị trấn và nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà và trang trại khi nó di chuyển về phía nam từ bang Queensland trong tuần qua. 13 người đã thiệt mạng kể từ khi trận đại hồng thủy bắt đầu cách đây một tuần thủ hiến bang New South Wales, ông Dominic Perotte cho biết lũ lụt có thể sẽ tồi tệ hơn ở một số nơi so với trận lũ lụt năm ngoái là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 60 năm. Các nhà chức trách cho biết dự kiến sẽ không có nhiều nước tràn từ đập và Guaragamba là nguồn cung cấp nước chính của Sydney như lo ngại trước đó khi mưa giảm nhẹ. Một số vùng ngoại ô ở Sydney đã có lượng mưa hơn 100mm trong 24 giờ qua, và một số nơi có thể lên tới 150mm vào thứ Năm. Lượng mưa trung bình trong tháng 3 ở Sydney, nơi sinh sống của hơn 5 triệu người, là khoảng 140mm. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy, cơn bão đã rời khỏi Sydney, nhưng một số vùng ngoại ô ở phía tây thành phố vẫn đang chống chọi với nước dân. Hàng chục ngàn cư dân đã được lệnh rời khỏi nhà vào nửa đêm hôm thứ Tư. Ở Lismore, thì thị trấn phía bắc New South Wales đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt. Các chủ doanh nghiệp bắt đầu tính toán thiệt hại khi nước rút. Trong khi đó, mưa lớn và gió điên cuồng quay trở lại phía đông nam Queensland, nơi đã bị tàn phá bởi lũ lụt kỷ lục trong những ngày gần đây, cản trở các nỗ lực cứu trợ với các cơ quan thời tiết dự đoán. Mưa cực kỳ dữ dội ở đó vào thứ Năm. Trong khi đó thì Úc hoàn toàn mở cửa lại cho du lịch khi bang cuối cùng mở lại biên giới. Úc đã hoàn toàn mở cửa cho khách du lịch tiêm phòng sau khi Tây Úc hôm thứ Năm trở thành tiểu bang cuối cùng và bỏ các hạn chế biên giới. Tây Úc, bao gồm một phần ba diện tích đất liền của Úc, đã đóng cửa biên giới đối với hầu hết khách du lịch quốc tế và giữa các tiểu bang năm 2022 để làm chậm đi sự lây lan của COVID-19. Nhưng mà tiểu bang đã dỡ bỏ các hạn chế vào ngày thứ năm, 4 tháng sau khi Sydney bắt đầu mở cửa trở lại theo quy trình du lịch miễn kiểm dịch và hơn một tuần sau khi tất cả khách du lịch đã tiêm phòng trở nên đủ điều kiện để được cấp thị thực. Được biết là Tây Úc đã ngăn chặn thành công sự lây lan cục bộ của coronavirus trong suốt thời kỳ đại dịch bằng cách theo dõi hợp đồng và cô lập người mang mầm bệnh cho đến khi biến thể omicron rất dễ lây lan xuất hiện trong năm nay. phái đoàn Hoa Kỳ thể hiện cam kết trong chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc lên án gây gắt. Hôm thứ Tư từ một phái đoàn của Hoa Kỳ, bao gồm các cựu quan chức an ninh và quốc phòng hàng đầu, đã được Tổng thống Joe Biden cử tới thăm Đài Loan. Theo đó, thì phái đoàn Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ các cam kết của họ đối với Đài Loan. Đài Loan hiện đang trong tình trạng báo động trong bối cảnh Bắc Kinh đang cố gắng sử dụng cơ hội khủng hoảng của Ukraine để thực hiện động thái trên hòn đảo này mặc dù chính phủ đã thông báo rằng không có hoạt động bất thường nào của trung quốc thế nhưng tổng thống đài loan thái văn an đã nói với phái đoàn cùng hoa kỳ rằng mối đe dọa quân sự của trung quốc đối với eo biển đài loan và khu vực tiếp tục gia tăng tổng thống đài loan cho biết chuyến thăm của phái đoàn hoa kỳ trong cuộc khủng hoảng của ukraine đã thể hiện mối quan hệ vững chắc giữa Đài Loan và Hoa Kỳ và đồng thời nêu bật vai trò của hòn đảo này đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, luật pháp của Hoa Kỳ đã yêu cầu nước này cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và chính quyền của Biden đã tuyên bố sẽ tiếp tục chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump về việc đẩy mạnh can dự với hòn đảo này. Chuyến đi lần này của phái đoàn Hoa Kỳ diễn ra vài ngày sau khi một tàu chiến của Hoa Kỳ đi qua eo biển Đài Loan, một khu vực khá nhạy cảm, một tuyến đường thủy giữa Trung Quốc và Đài Loan. Quân đội Hoa Kỳ đã mô tả hành động của họ là thông lệ, nhưng mà Bắc Kinh thì cho rằng đó là hành động khiêu khích. Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ chuyến thăm của ông Mullen hôm thứ Ba khi mà người phát ngôn của ngoại giao Trung Quốc nói rằng bất cứ người nào mà Hoa Kỳ cử đến để thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan nhất định sẽ thất bại. chứng khoán của Mỹ tăng hơn 1% khi mà ngân hàng trung ương nói rằng việc tăng lãi suất đang đi đúng hướng. Chỉ số chứng khoán của Mỹ đã tăng hơn 1% vào hôm thứ Tư khi mà Chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Jerome Powell, đã báo hiệu ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu tăng lãi suất trong tháng này. Bình luận của Powell tại một cuộc điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ, dường như đã xoa dịu một số lo lắng sau khi Nga xâm lược Ukraine, khiến cho thị trường rơi vào thế khó khăn trong vài ngày qua. Powell cho biết ông có xu hướng ủng hộ việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 3. Tất cả 11 lĩnh vực S&P đều tăng điểm, trong đó tài chính phục hồi 2,7% sau khi giảm mạnh cho đến nay trong tuần này. Chỉ số ngân hàng tăng 3,1% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 của năm 2021 trong phiên trước đó. Cổ phiếu năng lượng tiếp tục tăng tăng 2% khi dầu thô Brent đã tăng tới mức cao nhất trong 8 năm sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Nga. Các chỉ số của Wall Street có một khởi đầu tuần này khó khăn với các số cổ phiếu tài chính chịu nhiều thiệt hại do các nhà đầu tư cân nhắc tác động của lệnh trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga. Dữ liệu cho thấy các nhà tuyển dụng tư nhân của Hoa Kỳ đã thuê nhiều công nhân hơn dự kiến trong tháng 2 khi mà thị trường lao động phục hồi. Trong số các cổ phiếu khác, Nordstrom đã tăng 37,4% sau khi chuỗi cửa hàng vách hóa dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm khả quan. Chỉ số S&P ghi nhận 21 mức cao mới trong 52 tuần và hai mức thấp mới, trong khi Nasdaq đã ghi nhận 31 mức cao mới và 96 mức thấp mới. Liên Hiệp Quốc đã thông qua một thỏa thuận mang tính bước ngoặt để tạo ra hiệp ước ô nhiễm nhựa toàn cầu đầu tiên trên thế giới vào thứ Tư. Mô tả đây là thỏa thuận môi trường quan trọng nhất kể từ Hiệp định Khí hậu Paris năm 2015 các quốc gia thành viên đã tổ chức các cuộc đàm phán trong hơn một tuần tại Nairobi để thống nhất phát thảo một hiệp ước nhằm kiềm chế ô nhiễm nhựa đang gia tăng, một cuộc khủng hoảng môi trường kéo dài từ rãnh đại dương đến đỉnh núi. Bất kỳ hiệp ước nào đưa ra các hạn chế đối với sản xuất, sử dụng hoặc là thiết kế nhựa sẽ ảnh hưởng đến các công ty dầu khí và hóa chất sản xuất nhựa thô, cũng như các công ty hàng tiêu dùng khổng lồ bán hàng ngàn sản phẩm trong bao bì sử dụng một lần. Hiệp ước cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các nước sản xuất nhựa lớn, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Nhật Bản. Mặc dù các quan chức Liên Hiệp Quốc đã thống nhất trong việc thỏa thuận có một hiệp ước nhựa, nhưng vẫn còn bất đồng về những gì nên được đưa vào một hiệp ước cuối cùng, đại sứ môi trường của Thụy Sĩ Franz Perret cho biết. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên WWF, công bố trong tháng này, nếu hiệp ước không thể ngăn chặn tình trạng ô nhiễm nhựa, sẽ có những thiệt hại về môi trường trên diện rộng trong những thập kỷ tới, khiến một số loài sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng và phá hủy các hệ sinh thái nhạy cảm. Amazon sẽ đóng cửa Amazon Books, Four Star và các cửa hàng pop-up. Amazon sẽ nói lời tạm biệt với các cửa hàng sách của mình, cùng với các cửa hàng Four Star và cửa hàng pop-up ở Mỹ và Anh. Việc đóng cửa sẽ không ảnh hưởng đến các cửa hàng tạp hóa và ngày các cửa hàng ngừng hoạt động sẽ khác nhau. Cả khổng lồ thương mại điện tử này sẽ đóng cửa tổng cộng là 68 cửa hàng. Các cửa hàng 4 sao Four Star có các mặt hàng như là đồ điện tử và đồ chơi. Người phát ngôn của Amazon cho biết công ty sẽ đưa mảng kinh doanh tạp hóa bao gồm Whole Foods, Amazon Fresh và Amazon Go trở thành trọng tâm. Amazon cũng sẽ tiếp tục phát triển các cửa hàng may mặc theo phong cách Amazon và các địa điểm Starbucks Pick Up và Amazon Go. Gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến gần đây đã tập trung vào việc mở rộng quy mô công nghệ Just Walk Out, không cần thu ngân, bổ sung vào một Whole Foods ở Washington, DC. Amazon cũng đã có kế hoạch cho một cửa hàng may mặc với công nghệ ở Los Angeles. cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Số ca mắc mới đã vượt mốc 110.000 ca. Theo bản tin dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 2 tháng 3 cho biết, đã có 110.301 ca mắc COVID-19 mới. Trong ngày, Nam Định đã bổ sung có thêm 20.866 ca mắc mới. Bắc Giang đã bổ sung có thêm 12.691 ca và Thái Nguyên bổ sung 7.994 ca số ca khỏi bệnh trong ngày là 36.902 ca và số ca tử vong là 114 ca. Hà Nội có 15.114 ca mắc mới, tại Sài Gòn số ca mắc mới là 2.746 ca. Bắc Ninh, Nghệ An có thêm 4.000 ca mắc mới. Các địa phương có thêm 3.000 ca mắc mới là Quảng Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam đã có 3.709.481 ca nhiễm, với 40.452 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.516.785 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.994 ca. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 195.308.572 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Một giá kim đã bằng 0,7894 Mỹ Kim và bằng 0,7109 euro. Một giá kim bằng 18.145.90 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 22.959.37 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 114.5 Mỹ Kim một thùng và giá dầu thô Brent là 117.8 Mỹ Kim một thùng giá phần giao ngay ở mức 1.992.78 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của ngày 3 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Thay mặt cho ban biên tập, Tuấn Liêm xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt.